Kính thưa quý vị, người số Nam xin trân trọng chào quý vị. Hôm nay là thứ sáu thưa quý vị, ngày cuối tuần trong một tuần. Và chúng ta sẽ nghỉ vào ngày mai. Rất nhiều người vẫn đi làm trong đó có Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Ngọc Mùi thưa quý vị. Kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và hanh thông. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong các chương trình truyền Việt Nam chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập một, đề, một vài đề tài đó là thú vị. Là chúng ta biết rằng ngày thứ bảy này là ngày mai cựu tổng thống Donald Trump ứng cử viên tổng thống kỳ này đang chạy đua cùng với bà Kamala Harris ông quay trở lại một địa danh mà ông bị ám sát cách đây khoảng hai ba tháng vào tháng bảy vừa qua đó là thành phố Butler của bang Pennsylvania <laughs> chúng ta cũng từng được biết rằng và từng được biết tin rằng khi mà ông Donald Trump đang đọc diễn văn tại Butler, Pennsylvania cách đây 3 tháng thì một sát thủ đang ngồi trên mượn mái nhà gần đó và giữa xuống trường bắn vào ông Trump máu chảy lên vành tay phải phải của ông Trump ông ta gục ngã xuống các vệ sĩ xung quanh ông bao vây lại che chắn lại và đưa ông ta đi nhà thương cấp cứu và tên sát thủ đó đã bị bắn chết ngay tại chỗ ta chuyện cách đây mấy tháng và tháng 7 vừa qua sau đó thì thưa quý vị cuộc chiến rất là phức tạp ông chưa bệnh mà đi vận động tranh cử tiếp dư luận cũng ồn ào có người cho rằng có thể đó là bữa, bữa kịch bị set up. có người cho rằng tại sao bây giờ không thấy cái vết uh, những quá vết thương của ông Trump, cái tay nó điền lại hơn mức bình thường thì chuyện đồn rất nhiều mà chuyện đến đời này những tay to mặt lớn những nhân vật pháp lý figure như vậy đồn không có chuyện gì lạ hết đặc biệt là ứng viên tổng thống ông Trump nói với cái cơ quan truyền thông News Nation vào tuần này là ông ta cảm thấy ông ta có một bổn phận phải trở lại cái vùng đất đó trở lại địa điểm đó địa điểm ông bị bắn bị và địa điểm một cái bị bắn người ta bị bị, bị bị bắn bắn chết ông ta nói như thế này nè. chúng tôi chưa bao giờ hoàn thiện được hoàn tất được những gì mà chúng ta phải làm và tôi nói và tôi nói rằng Tôi nói vào ngày đó rằng khi mà tôi bị bắn tôi nói rằng ông ta nói lập cà lập cập như vậy chứ không phải tôi nói không phải tôi vị, tôi dịch ra thôi. Chúng là tôi nói rằng chúng ta sẽ trở lại cái địa, địa, danh này và chúng ta sẽ trở lại địa danh này. Ông ta nói như vậy nhấn mạnh mỗi lần nhấn mạnh ông lập lại. Thì như vậy đó được quay được cách bằng trâm nói. Vụ bắn ám sát tại Bích Rư làm đảo lộn cái chiến dịch tranh cử của ông ta và sau đó ta đem lại cái sự chào đón ông ta rất mạnh liệt tại đại hội trung ương đảng cộng hòa một một thời gian ngắn về sau 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 đó và sau đó nữa là gì ông này bị một cú ám sát lần thứ hai tại một sân golf của ông ta ở tại bang Florida thì thưa quý vị những sát thủ rình rập rồi thủ tiêu ông Trump đã xuất hiện ngày nhiều hơn có người dự đoán rằng từ đến ngày bầu cử có thể có lần thứ ba và cũng có thể không có lần thứ ba chúng ta không biết tất cả đều là dự đoán tại vì kẻ thù nó rất là lớn ông Trump và ban vận động tranh cử của ông ta đã nói rõ rằng họ sẽ trở lại cái vùng Philadelphia này vùng vùng ông ta bị bắn vào ngày thứ bảy này trong cuộc tập hợp tại đây và đó là sự trở lại đầy chiến thắng ở Triumphant Return một sự trở lại đầy chiến thắng của ông Trump và sự trở lại đó cũng nhằm để binh danh những người đã bị chết những người đã bị thương những người đã liên quan đến việc cấp cứu ông ta sự kiện đó diễn ra chúng ta biết rằng sự kiện ngày 13 tháng 7 số số, số xui số con số 13 thường người ta Mỹ họ tin vào dị đoan cho số 13 là số xui thì bị ông Trump bị ám sát cũng đúng là số xui đúng là ngày 13 tháng 7 gia đình một người bị chết là ông Corey Comerator. Ông đã bị giết vào cuộc trong cuộc tập hợp vào tháng 7 này. Và lần này thì con vợ ông ta sẽ đến dự được nhận những giấy khen bằng khen ca ngợi tuyên dương tại đây và một số người cũng được tuyên dương tại 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 đây và trong cái cuộc và tuy nhiên tại đây cuộc sinh hoạt tại đây thì đằng này có một số nhân vật cùng đi với ông ta cùng đi bên trong có mặt tại đây nhân vật đầu tiên được nhắc tới là Elon Musk Elon Musk là ông là tỷ phú chủ hãng uh, chủ hãng hãng Tesla chủ trang mạng X và chủ một cái công ty du hành vũ trụ ở đồng Elon Musk một người mình danh nổi được như cầu và người thứ hai là ông ứng cử viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ J.D. Vance của tiểu bang Ohio từ thượng nghị sĩ cộng hòa người thứ ba là dân biểu Ronnie Jackson dân biểu cộng hòa từ bang Texas người mà đem lại cái sự chăm sóc y tế trong Trump sau khi ông ta bị thương và một số các viên chức địa phương khác, viên chức cảnh sát khác tại địa phương. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái chuyến trở về Bethlehem Pennsylvania lần này là lớn chuyện. Vậy thì chúng ta chờ đợi sẽ nhìn thấy điều gì tại Bethlehem Pennsylvania vào ngày mai. Đó là những cái dấu hiệu bày tỏ sức mạnh và sự lãnh đạo của ông ta và cái điều đó chúng ta chưa thấy theo ông và điều đó không có tại phó định đúng trong suốt 4 năm vừa qua ông ta muốn nói là ông ta sẽ trở lại hoàn đốn để lãnh đạo đất nước ông ta cho rằng cuộc tập hợp vào ngày mai thứ bảy tại Butler, Pennsylvania nơi ông ta bị ám sát cách đây 3 tháng sẽ làm cuộc tập hợp đầy xúc động emotional rally và cô Lara Trump cô con dâu của ông ta chủ tịch trung ương đảng cộng hòa cùng với ông chồng là Eric Trump cũng sẽ có mặt trong số người tham dự thì đó là cái chuyện mà được cái chuyện này là chuyện ra ngày mai truyền hình Mỹ sẽ kéo về đây rất là nhiều để mà đưa tin họ muốn coi thì sự xuất hiện lần này và coi thì có chuyện gì xảy ra được không ta chờ xem và <laughs> ngày gần đây đó có một hiện tượng mà làm mối căng thẳng giữa Mỹ và do Thái rất là căng chúng ta biết rằng hiện nay đó trong mấy hiện nay ông Biden vừa nói vào ngày hôm nay thứ sáu ông Biden nói gì ông thật không chắc rằng liệu Israel thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu có cố gắng để ảnh hưởng cái cuộc bầu cử tổng thống này của Hoa Kỳ không bởi vì ông ta có thể đã dư luận cho rằng ông Netanyahu thủ tướng của Do Thái có thể gây bất ổn, gây xào xáo và gây bất lợi cho bên đảng như chủ. Thực sự tin này không có mới. Cái tin đồn này nó đã, tương đối là nó đã loan truyền rầm rầm trong trong cộng đồng chúng ta trong thời gian vừa qua. Nó loan truyền rất là rầm rầm trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta cái tin này nó không, không mới. Nhưng mà <laughs> bây giờ mà ông tổng thống, ông tổng thống mà Biden biết được tin này, đó là tin đồn tới tai tổng thống luôn là chúng ta biết rằng Biden là người ông tuyên bố là tôi không ai tốt đối với người do thái bằng tôi cả. Viện trợ do thái vui giới hạn, bảo vệ do thái vui giới hạn, đủ thứ về quân đội, về tài chính, đủ thứ mọi thứ. Bây giờ ông thủ tướng của do thái ông Netanyahu tìm cách tàn sát, tìm cách mà hạn chế cái sự thành công của đảng dân chủ thì anh cháu đáp án. nhưng mà ông ta cũng nói một cách dè dặt là tôi nghe như vậy thôi tôi nghe như vậy thôi tôi không biết chắc điều đó có đúng không thì câu chuyện này là câu chuyện rất có có thể xảy ra thì trong cái thời gian vừa qua thì trong trong thời gian vừa qua thì xảy ra một số các tin đồ như như, 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 như vậy và cái cuộc chiến tìm Mỹ đi một thủ trước một đường do Thái một đồng minh quan trọng của Mỹ để đi một bộ ngã khác Mỹ thì muốn hoãn lại hòa hoãn do Thái tàn sát chiến tranh bây giờ mà do Thái mở rộng cuộc chiến tranh sang Iran sang Libanon và sang một số nước trong khu vực đó và có thể dẫn đến cuộc chiến cấp vùng và dẫn đến cái cuộc chiến mà có thể chiến châu lục thậm chí của thế chiến và bên kia không đâu có hiện bên kia Iran không có hiện Nga tàu Bắc Hàn một số quốc gia khác đứng với Iran do vậy thì ông Biden sợ rằng ông Netanyahu ông đánh văn bài gây bất ổn và để làm gì để cho cho thấy rằng người dân Mỹ dễ bầu dung trung hơn là bầu vào Kamala Harris vì bà Kamala Harris là một người phụ nữ mà nếu ít có, có khả năng mà làm tổng thống thời chiến, hay làm tổng thống thời chiến không tốt bằng Trump, theo cái dư luận như vậy. Cho nên khi mà để chiến tranh nổ ra, để cho cái, cái dân Mỹ hiểu rằng nhiệm kỳ sắp tới, ai làm tổng thống sau Biden sẽ là tổng thống thời chiến. Mà là tổng thống thời chiến thì cần một người có kinh nghiệm chiến tranh hơn, cần người đàn ông cứng rắn hơn, thì nó gần có lợi cho, bà, cho ông, ông Trump hơn bà Kamala Harris thì phía bà Kamala Harris và ông Biden đang nghĩ rằng Tây Netanyahu này bộ thủ tướng của, của Do Thái đang phản kèo ăn cơm nhà Phật đốt rồi chùa là là từ tên này nhưng ông Biden tính rất là trung thực và rất là sòng phẳng ông nói rõ ai đông know. tôi chẳng biết nhưng mà ông nói câu rất là hay nữa but I'm not counting on that nhưng tôi không tin vào điều đó Tôi không dựa vào điều đó tôi làm hành động theo quan điểm của tôi theo cái điều có lợi cho đất nước cho lợi dân tộc nhiều hơn và cái tin đó được nói đến trong cái thời điểm này thời điểm nào đó là thời điểm một năm kỷ niệm một năm cuộc chiến giữa Hamas những người khủng bố Hamas cuộc tấn công của Hamas vào đất nước Do Thái gây chết chóc một số người và dẫn đến giờ đây một năm trời mới đây mà đã một năm trôi qua cuộc chiến tranh giữa Hamas và do Thái của chiến tranh của Trung Đông rồi đó là cái chuyện thứ hai mà chúng ta nói đến bây giờ chúng ta bước vào chuyện thứ ba là lại một cuộc chiến quả mồm giữa ông Trump và bà Lee Cheney. ngày hôm qua tôi thưa quý vị là bà Lee Cheney bay về một cái thành phố và thành phố đó được xem là nơi thành lập Đảng Cộng hòa trong lịch sử. Nơi đó, bà Cambriggs đang tới vận động. Bà Cambriggs trong những ngày nay đang tìm cách lấy đi một số ứng cử, một số cử tri của Cộng hòa về phía mình. Trong danh sách những người ủng hộ bà Cambriggs thì rất là nhiều người là những người đảng viên cao cấp Cộng hòa, những người đã từng làm việc cho chính quyền ông Trump những người đã từng là đảng cộng hòa từ thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ cho các viên chức tòa bạch đốc vân vân thời kỳ ông trump vì họ bỏ qua ông trump và qua bình Kamala harris rất là nhiều nhưng mà con số đó không đáng kể bằng con số cử tri có thể bỏ ông trump qua bà Kamala harris thì trong cái chuyến mà nói chuyện tại một cái thị trấn ở nơi mà thành lập đã từng mà thành lập cái cái đảng cộng hòa tại 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 đây thì bà Kamala bà có sự góp mặt của bà Lee Cheney trong cuộc gặp gỡ này wow bà Lee Cheney là một gia đình quý tộc của của cộng hòa bà là một cái trong suốt bốn mươi năm vừa qua là bà làm người cộng hòa trước ông trump nữa bà ông trump từ trước là đảng dân chủ mà sau này mới đổi qua đảng cộng hòa còn bà là cộng hòa gốc cộng hòa cộng hòa nhà nòi cộng hòa bằng gen của bà là cộng hòa máu bà là cộng hòa thì ba bà, bà là phó tổng thống mỹ ông 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 cheney ông dick cheney thời kỳ của ông bush con và ba là một cái dân biểu có thứ hạng trong Đại Cộng Hòa, trong biểu liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cuộc đối đầu giữa bà về ông 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 Trump đó, thì bà khen Trump rất là nhiều. Chỉ có một lần bà đối đầu với ông Trump thôi. Nhưng mà ông Trump trả thù rất là ghê gớm, đánh bà tàn sát, đánh bà dân khỏi chức mà dân biểu của, của, của tiểu bang. Bốn gia đình bề thế như vậy, nhưng mà cái cái đám cuồng Trump đó, nó kinh hồn quá đám MAGA nó cuồng nhiệt quá nó đẩy bà ly cho đi thất cử trước một thay vô danh và thất cử một cái chóng mặt là với một tỷ lệ lớn nhất chưa bao giờ trong lịch sử của, Đảng Cộng hòa công dân biểu đương nhiệm và bị thua cử trong cuộc bầu ừ. tái cử như bà Lý cho đi cái mối thua mà không phải thua không mà thua nhục nhã nữa vì cái sức tác động của ông Trump vào cho bà Lee Cheney thua cái nhục nhã khiến cho ba của bà bỏ đảng cộng hòa sang ủng hộ đảng dân chủ ba ông bỏ đảng cộng hòa sang ủng hộ đảng dân chủ kỳ này bỏ ông Trump sang ủng hộ bà Kamala Harris và cái mối thù này là không tan và bà trong đợt có mặt tại cái cuộc vận động tranh cử của bà Kamala Harris tại thủ phủ thủ đô của cộng hòa thì bà Lee Cheney kêu gọi một cách rất là thuyết phục nhưng người cộng hòa không thể bỏ trong trung được mà muốn muốn phải bỏ cho bà Kamala Harris và đưa một lý luận rất là phổ biến hiện nay mà người cộng hòa đang đang phải đương đầu là chúng ta bỏ phiếu tổng thống không phải theo đảng mà bỏ phiếu tổng thống là theo cái ứng cử và có lợi đất nước nhất. Vì vote for the country, not for the party chúng ta bầu vì một ứng cử viên vì cái đất nước của mình quyền lợi đất nước mình một, một vị tổng thống xứng đáng lo cho đất nước lo dân chứ không phải một tay tổng thống bá láp như là Donald Trump thì phải cho rằng chúng ta bầu cử vì nước chứ không phải vì đảng vì cái lập trường đó vì quan điểm đó bà quay lưng về phía ông Trump đi thẳng qua đảng dân chủ bầu cho bà Kamala Harris và không những bầu cho mình mà ông phó tổng thống cộng hòa là ông Dick Cheney cũng bầu cho bà Kamala Harris. Và người ta đồn rằng kể cả ông Tổng thống Bush, đó, tuy ông không tuyên bố cách ồn ào ra ngoài, nhưng mà chính ông Tổng thống Bush, Tổng thống Đảng Cộng Hòa, cũng sẽ bỏ phiếu bầu cho bà Dick, bà, 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 bà Kamala Harris. Do vậy mới thấy rằng ông Trump bị chia rẽ, bị tẩy chay trong Đảng Cộng Hòa rất nặng. Dick Cheney cũng không bầu, một số các thượng nghị sĩ cũng không bầu, một số các hạ nghị sĩ cũng không bầu và lần lượt nhiều vị bộ trưởng thứ trưởng thời kỳ cũng chôm cũng, cũng bỏ trong chính quyền chôm để qua bầu cho bà Kamala thì chúng ta sẽ xem cũng như tuy như bị bỏ đông như vậy nhưng mà khi con số hiện nay bà Kamala Harris cũng hơn và không biết là hơn bao nhiêu mà dư luận, dự đoán rằng bà Kamala Harris sẽ chiến thắng hiện nay đó cái chỉ có cái lá phiếu bầu trực tiếp người dân mới có thể cho thấy được ai sẽ chiến thắng bởi sự tham gia dư luận thì nó là một sự tham khảo thôi chứ không thay thế lá phiếu được Phải người đi bỏ phiếu phải đếm từng lá phiếu một mới biết ai hơn ai và trong những ngày vừa qua đó thì bà cambridge bị cái hạn chế là người ta băn khoăn thứ nhất bà phụ nữ phụ nữ dân thiểu số thứ hai là bà là phụ nữ làm tổng thống thời chiến được không? thì nó có những cái bất lợi như vậy. Nhưng mà nhiều người cân nhắc giữa mức bất lợi và Camarisch và bất lợi quân Trump thì nên chọn cái ít bất lợi nào hơn, nên chọn người nào hơn. Và chúng ta cũng tin rằng có thể bà Camarisch sẽ thắng. Trong mấy ngày vừa qua, thì bà Camarisch về chiến dịch các địa ban chiến địa để bọn đồng tranh cử trong ngày hôm qua và mở hầu bao tung ra hai cái khoản tiền rất lớn được cho hai quảng cáo để nhằm mục đích gì thì nhắm vào lấy những lưới lá phiếu của người cộng hòa lấy không phải lấy lá phiếu của người dân chủ mà bà lấy lá phiếu của người cộng hòa và cũng có thể trong cuộc bầu cử mà rất là sát sao như thế này xí sao như thế này thì mất một vài trăm phiếu một vài ngàn phiếu cũng có thể thay đổi cục diện cũng có thể thay đổi cục diện chúng ta sẽ chờ xem cuộc chạy đua như thế nào thì ông Trump mới sau khi biết bà Lee đi ủng hộ bà 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 bà, ứng viên tổng thống Kamala Harris và về bay về cái vùng danh địa của đảng cộng hòa thành lập đảng cộng hòa để mà cổ võ cho bà ta thì ông mắng bà Kamala rất là nặng nề nào là người nào người phụ nữ có cái chỉ số thông minh thấp con diều hâu chiến tranh có chỉ số thông minh thấp là và mà ông mắng rất là tàn tệ ông mà khi mà chửi thì ông chửi rất là tàn tệ chúng ta từng biết những đối thủ nào bị người ta chửi như thế nào chửi tục tiểu có tàn tệ không, chửi rất là dữ bà nói một câu rất đơn giản I was a Republican even before Donald Trump. Tôi là người Cộng hòa ngay cả trước khi thời kỳ ông Trump là Cộng hòa. Tức là anh về trụ tuổi đảng, về sự trung thành của đảng chưa chắc anh bằng tôi. Đừng đừng phá phá phát, đừng nói vậy. và ông bà mắng ông Trump ông Trâm sẵn sàng hy sinh cái thủ đô của chúng ta tức là đưa những người mà mất người bọn trộm cướp đầu rô mà mặt ngựa từ các tư bang về tại tòa đời về tại quốc hội để phá phách quốc hội của Hoa Kỳ Vì đó là cuộc chiến giữa ông Trump và và bà bà và bà... cuộc chiến của ông Trump và cựu dân biểu liên bang là ông bà Lee và gia đình Lee Shady, càng ngày càng căng thẳng rất là căng thẳng và tôi nghĩ cái mối thù này truyền kiếp cái hết đời này sẽ truyền đời nọ cũng giống như mối thù của gia đình McCain đối với ông Trump vậy họ bảo đảng luôn bảo đảng cộng hòa luôn qua đảng dân chủ đường McCain Kể con cháu giờ bỏ hết đàn ông hòa đi qua qua đây trụ thì mối thù của ông của bà, bà Lee Churney, ông Lee Churney cũng rất là kinh hoàng chúng ta chờ xem rồi bây giờ nó bước vào bản tin thứ tư bản tin cuối cùng trong cái việc Và ảnh hưởng á của cuộc tranh cử cái endorsement của những cơ quan truyền thông rất là quan trọng cái sự mà endorsement đó, của một cơ quan truyền thông lớn như Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, những cơ quan lớn như vậy à, thì đối với các, các ứng viên rất là quan trọng. Bởi thứ nhất là cái miệng của mấy nhà báo lớn lắm, ông nói cả mấy triệu người nước Mỹ nghe. Nhưng mà ngon năm lúc ông đăng báo lên, ông sai, ông im trời ai thì cả mấy triệu người Mỹ biết và sức tác động lớn người ta nói nhà báo nó biết tin nhiều thông tin nhiều và ông nhà báo đứng bên nào thì nó tác động cái niềm tin của cử tri vào cái hướng mà nhà báo có bảo, bao trợ rất là lớn thì ngày, trong tuần này cái sự kiện lớn sự kiện lớn trong trong, trong tuần này là tờ New York Times ủng hộ là bà Kamala Harris wow vào ngày 30 tháng 9 trong số báo đó ngày 30 tháng 9 thì tờ New York Times một trong những hai ba tờ báo hàng đầu của nước Mỹ đã chính thức tuyên bố là endorse bà Kamala Harris vào ngày 30 tháng 9 vừa qua cái endorsement này nó rất là quan trọng bởi vì là, đó là endorsement đăng báo đầu tiên loan báo đầu tiên kể từ thời mà tờ báo New York Times ủng hộ ông Cố tổng thống Eisenhower trước đây lâu rồi, tờ mà cái tờ Điều tham có rất là nhiều cách họ endorse, có khi là họ tuyên bố họ endorse họ ủng hộ, một cái công khai và có khi họ dùng cái editorial board, họ dùng cái ban biên tập của tờ báo để ủng hộ bằng những bài xã luận, những bài bình luận có lợi với cái biên đó họ có nhiều cách ủng hộ nhưng mà ủng hộ công khai mặt mặt lạc in e sao tương bừng như vậy thì cái tờ báo này im và cambridge rất là quan trọng bởi vì tờ báo cực lớn của nước mỹ ảnh hưởng cả nước mỹ và lần đầu tiên từ kể từ khi mà tờ báo này endorse ông tổng thống eisenhower thì tờ báo này endorse và cambridge thì ngay lập tức sự ủng hộ này gây chấn động gây gây gây, gây, gây chấn động trước đây năm 2020 tờ báo này cũng đã endorse ông Joe Biden sau khi ông Trump làm tổng thống 4 năm thì tờ báo này đưa tin nhiều về ông Trump họ biết ông Trump là bê bối quá cho năm 2020 tờ báo này không ủng ông Trump mà tờ báo này endorse bà uh, endorse ông Biden ủng hộ bà nhưng mà không ủng hộ mạnh như bà Kamala Harris hôm nay lúc đó chỉ, ban biên tập tờ báo ủng hộ ông Biden mà thôi năm trong một bầu cử năm 2020 chứ không phải là tờ báo ủng hộ chỉ ban biên tập ủng hộ thôi và lần này thì bà Cambridge được sự ủng hộ rất là quý ủng hộ của, của tờ báo New York Times tờ báo lớn nhất nước Mỹ và đây là lần đầu tiên kể từ thời ông tổng thống cố tổng thống Eisenhower thì tờ báo này mới ủng hộ cho bà Kamala Harris một người ứng viên tổng thống tôi tin rằng với những nỗ lực giờ chót đó bà Kamala Harris tung hợp ba một lúc rất nhiều mặt trận là bà quật những cái tiểu bang chiến địa tiểu bang lục lội tiểu bang chiến địa tiểu bang lục lội và đi vào trong hang cùng ngõ hẻm hoạt động rất là quyết liệt và phải dẫn đầu hầu hết các cuộc mà thăm dò của các các tiểu bang chiến địa và bây giờ bà đang tấn công vào mở hầu bao quảng cáo để giành phiếu cử tri cộng hòa kéo bà Lee Cheney về vận động chung với bà trong các tiểu bang chiến địa rồi là gì nữa các tờ báo lớn nhất của nước Mỹ đang ra tay ủng hộ bà ta thì chúng ta biết còn đúng một tháng nữa thì bầu cử bộ máy của bà đang tăng tốc độ cái kinh hoàng để chạy đua giờ chót để đạt chức mà tổng thống Mỹ vì người ta cho rằng cái chuyện không phải là họ ủng hộ bà Kamala Harris làm tổng thống Mỹ mà không thể để nước Mỹ vào tay nhân vật quá nguy hiểm như đó Trump đó là lời nói của trong cái ban biên tập của cái báo của uh, New York Times làm chúng ta không thể ta nói này New York Times endorse Kamala Harris bởi vì là ông Trump quá nguy hiểm. How dangerous Trump is to the world. Ông Trump rất là nguy hiểm không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới này như thế nào. Không thể để ông Trump làm tổng thống được. Đó, đó là cái quan điểm đó. không thể để ông Trump làm tổng thống được. Đó là câu nói rất là quyết liệt của New York Times ông ta là tổng thống thì thế giới thì cực kỳ nguy hiểm và chúng ta dùng câu nói đó là một câu nói cuối cùng trong bài nói chuyện ngày hôm nay và chúng ta sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kế tới xin cảm ơn quý vị xin gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới chào quý vị